Nói mau, cô đã bỏ thuốc độc gì vào? Nói đi. Anh Phi, đừng làm khó cho cô ấy. Kỳ Phương, em sao rồi? Bác sĩ, tìm bệnh nhân đập rất nhanh, huyết áp giảm mạnh. Những người khác ra ngoài. Anh Phi, chúng ta ra ngoài, đừng làm vướng bác sĩ. Anh Phi, đưa cô ta đi. Đi mà. Tiếp tục điều tra, có tin gì lập tức báo cho tôi. Anh Phi, thì ra cô y tá này nợ công ty tín dụng một khoản tiền lớn. Chắc cô ta đã bị mua chuột để hãm hại chị Phương. Nói đi, cô đã bỏ thuốc độc gì? Nói. Tôi không bỏ thuốc độc, thật mà, xin hãy tin tôi. Anh Phi, tôi vô tội. Còn chối à? Chai nước truyền đó do cô mang vào. Tôi và chị Phương không thù không oán, sao tôi phải hại chị ấy? Người có cách gì giám sát tôi cả ngày, tôi làm gì có thời gian mà đầu độc. Giả lại, khi ở Sòng Bạc, anh Phi từng cứu tôi nỡ nào hãm hại chị ấy. Giám đốc, tình hình thế nào? Thế nào rồi? Đã xác định cô ấy bị nhiễm độc bởi một loại virus lạ. Vậy à? Các ông nhất định phải nghĩ cách cứu vợ tôi. Chúng tôi đã tìm cho chị ấy một số loại thuốc kháng virus. Nhưng nếu muốn chữa trị triệt để, nhất định phải có loại thuốc thích hợp. Có nghĩa là trước hết phải tìm cho ra loại độc tố virus mà chị ấy bị nhiễm. Cô nghe rõ chứ? Sao vẫn chưa mau khai ra đi? Tôi quả thật không hề đầu độc, tôi không biết. Anh Phi, chúng tôi hiểu Dạ Tuyết. Cô ấy không phải hạng người tàn độc như thế đâu. Mong anh chị đừng làm khó cô ấy. Tôi sẽ điều tra rõ việc này. Vấn đề quan trọng nhất bây giờ là cứu vợ tôi. Đúng, các vị muốn hỗ trợ thế nào chúng tôi cũng đều làm. Tôi đã dặn chuyên khoa độc tố và hết sức tranh thủ thời gian để tìm ra loại thuốc đề kháng độc tố này. Tranh thủ thời gian nghĩa là gì? Tức là tình hình của bệnh nhân khá nghiêm trọng. Chúng tôi hy vọng trong vòng 48 tiếng có thể tìm ra huyết thanh giải độc. 48 tiếng? Nếu trong vòng 48 tiếng không tìm ra thì sao? Các cá thể bệnh nhân đều khác nhau. Có lẽ chị ấy có thể chịu đựng được lâu hơn. Hai vị đừng lo lắng quá, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Cố hết sức cũng chẳng ích gì, phải nghĩ cách chứ. Nếu các ông không cứu được chị tôi sẽ cho giải tán cái bệnh viện này. Dần dần chúng tôi sẽ nghĩ cách. Chúng tôi đi ngay đi. Anh Phi, xem ra bọn họ chẳng mấy tự tin, tao phải làm sao đi? Lập tức gọi điện cho Mỹ Giao, triệu tập tất cả các chuyên gia về virus trên thế giới đến bệnh viện này. Anh Phi, Hữu Khang đã điều tra ra rồi. Thì ra toàn bộ số nước truyền trong phòng dược đều bị cô y tá ấy bỏ thuốc độc. Thuốc độc? Là cô ta ư? Cô ta nợ một khoản lớn, chắc chắn đã bị người ta mua chuộc, nhưng chưa có bằng chứng xác thực. Anh thấy rất kỳ lạ. Nếu là cô ta làm thì việc gì cô ta phải bỏ thuốc độc vào tất cả các chai nước, chỉ cần truyền cho Kỳ Phương chai đó là được rồi mà. Đúng, nếu muốn giết chị, sao cô ấy lại ngốc đến nỗi tự tay làm việc đó? Có thể cô ta ngốc thật, cô ta nợ một khoản lớn như vậy kia mà, chắc chắn đã bị mua chuộc. Sao anh chị cứ bên cô ta vậy? Vân Hân, nếu đúng là cô ta làm, thì cô ta đã trốn đi từ lâu rồi. Còn ở lại đây chờ chị bị ốm nặng làm gì? Anh Phi, không phải cô ấy đâu. Thả cô ấy ra đi. Em đừng lo lắng. Anh biết mình phải làm gì. Anh Phi, có cần đưa Ngôn Tinh đến không? Đừng. Nó đang chuẩn bị thi. Đừng làm phiền nó. Để cô ấy đi. Anh chị đã biết là tôi không đầu độc. Vợ tôi bảo cô không phải có tâm địa ác độc. Không biết phải cảm ơn chị thế nào. Còn anh? Anh có tin là do tôi làm không? Tôi tin vào cảm giác của vợ tôi. Vậy tôi đi đây. Khoan đã. Cô là y tá, không thể rời khỏi đây. Anh vẫn muốn tôi chăm sóc cho chị ấy. Vì sao? Anh không sợ tôi hãm hại chị ấy à? Hay chỉ giả vờ để thử tôi xem có hại chị ấy lần nữa không? Tôi không có thời gian giải thích với cô. Cô quay lại chăm sóc vợ tôi đi. Được. Dù anh nghĩ thế nào, tôi nhất định sẽ chăm sóc chị ấy thật tốt, để đền đáp lòng tin của chị ấy dành cho tôi.
Xin lỗi, không được sự đồng ý của khách, chúng tôi không được phép tiết lộ số phòng của khách. Hỏi anh ấy đi đâu, cô bảo là không biết. Hỏi anh ấy ở phòng bao nhiêu, cô lại không chịu nói. Không lẽ bắt tôi chờ ở đại sảnh chắc? Xin lỗi, đây là quy định của khách sạn. Anh, trùng hợp quá, lại gặp mặt rồi. Thế nào, mời tôi một ly rượu được chứ? Được chứ, tại sao không? Nhưng anh không thấy ở đây quá đông người sao? Phòng tôi vắng vẻ, nhưng chỉ sợ cô không dám lên. Lên chứ. Đau quá, đau quá. Nam nữ nói những chuyện quan trọng, tốt nhất là lên giường. Mục đích đến đảo san hô của anh không phải chỉ là ép Ngôn Phi giao đấu, mà còn gì muốn đoạt lấy sòng bạc của anh ta, đúng không? Hình như cô rất hiểu suy nghĩ của tôi. Tiếc thầy, người tính không bằng trời tính, vợ vào viện, anh ta chẳng có thời gian rảnh dành cho anh, càng không thể đánh bài với anh. Thông cảm với anh ta, thấy anh ta bận việc nhà nên tôi không ép buộc. Nhưng mọi người đều muốn xem ván đấu quyết định thắng thua này. Thế à? Họ còn bảo Ngôn Phi chẳng hề coi trọng nó, đến bây giờ vẫn không chịu đấu với anh. Chẳng qua chỉ là đồn đại. Đồn đại ngàn lần cũng sẽ biến thành sự thật. Đừng lo, ván đấu cuối cùng tôi nhất định sẽ ép hắn chơi. Ngôn Phi là vua cờ bạc, còn anh chỉ là một nhà ảo thuật. Trong giới cờ bạc, anh chẳng có tiếng tăm gì. Dù anh ta chịu đánh với anh có nắm chắc phần thắng không? Cô muốn ám chỉ điều gì? Tôi chỉ muốn giúp anh. Đi thẳng vào vấn đề đi, đừng vòng vo. Nếu tôi nói sẽ giúp anh ép Ngôn Phi thi đấu, và còn có thể chọn giúp anh một địa điểm chỉ có lợi cho anh, để anh đánh bại Ngôn Phi, anh có tin không? Tôi sẽ hỏi, sau khi tôi đánh thắng hắn, cô muốn có lợi lộc gì? Tôi muốn được một nửa sòng bạc. Dạ dày cô quá lớn đó. Tuy tôi không sành đánh bạc, nhưng chơi trò mèo bắt chuột có thể bắt được quân ách. Cơ hội của anh lớn đến đâu tôi biết rõ. Anh chính là quân ách bích của tôi, còn cô là quân quy. Anh đồng ý chơi trò mèo bắt chuột ấy với tôi chứ? Nước bài đẹp là vậy, sao lại không chơi? Ngày tháng còn dài, hãy tập trung tinh thần, chuẩn bị cho ván đấu đi đã. Được thôi. Nói xem, những quân bài này gọi là gì? Bộ cùng hoa. Nếu chơi bài Shohen có được những quân bài đẹp thế này thì nên làm gì? Bài đẹp thì việc chơi chứ sao? Tôi có hỏi bà đâu. Ông biết rõ nó không biết chơi bài còn hỏi nó làm gì? Vì nó đần quá. Hôm nay cứu được vua cờ bạc, trong tay nó có được quân bài quá đẹp thế mà, còn không đòi hỏi gì à? Bảo nó phải nhân cơ hội này đề nghị anh ta nhận nó làm đồ đệ, thế mà nó không chịu. Trong tay con có quân bài đẹp là thế, phải biết tận dụng chứ. Trừ phi nước bài đó rất xấu, không có ách, không có những quân hình đầu người thì mới từ bỏ.
Ba mẹ đều bảo con kém cỏi, con học đánh bạc làm sao được. Hơn nữa con vốn chẳng biết chơi, có được bài xấu hay bài đẹp cũng chẳng ý nghĩa gì. Sao lại không có ý nghĩa? Chiếc xe máy mới đó thì sao? Phải con không thấy xót cổ à? Ít nhất cũng phải đợi anh ta mua cho chiếc xe mới, đúng không? Nếu không thì thiệt quá. Con tưởng mọi thứ dễ có lắm mà. Ba mẹ đừng nói nữa, con đi vệ sinh. Này, này. Ông ơi, hỏng rồi. Sao thằng con mình kém cỏi thế chứ? Có phải lúc sinh nó bà đem theo một quân poker này vào nhà hộ sinh không? Ăn nói vớ vẩn. Đinh Dĩ, không ổn rồi, nhà tôi có chuyện. Sao lại thế này? Sao lại như vậy? Tôi không biết, vừa về đến nhà đã phát hiện trên cửa có vệt sơn đỏ. Không cần tìm hiểu đâu, chắc chắn là vì cô vay tiền của bọn Đại Long không trả. Không phải, cháu có vay tiền hắn đâu. Giang Hạo Kỳ, vào nhà hãy nói. Dĩ à, mẹ vừa nấu canh đậu phụ quên không tắt bếp. Con về tắt giúp mẹ đi. Đúng rồi, tắt bếp, tắt bếp. Tắt bếp đâu cần những ba người, con sẽ về ngay. 500 ngàn, chứ không phải 500 đồng đâu. Đừng lo, mai tôi sẽ đến ngân hàng rút tiền. Anh kiếm được bao nhiêu? Anh đâu phải giàu có gì. Hình như tôi có khoảng 5 ngàn. Đừng xem thường, con số đó còn lớn gấp 10 lần tài sản của cô đấy. Tôi không thể lợi dụng đến khoản tiết kiệm đó của anh được. Cấp cứu mà. Cái tài lông tay to ấy không dễ chịu gì đâu. Cô muốn bị biến thành lợn quay à? Chưa biết chừng. Khiếp quá. Lúc này mà anh vẫn còn đùa được. Tôi chỉ muốn làm cho cô cười, lòng sẽ dễ chịu hơn. Tạo cho cô một trạng thái tâm lý tốt để giải quyết vấn đề. Sao tôi lại sinh ra một thằng con suốt ngày ăn cơm nhà vác ngà voi? Vậy làm sao đây? Phải lập tức vào phòng tìm và giấu cuốn sổ tiết kiệm của nó đi. Nếu không, nó đem toàn bộ tài sản đi cho con bé niệm dài thì nguy đấy. Cô Mỹ Giao, tay anh không việc gì chứ? Không sao, vết thương nhẹ mà. Xe máy của anh hỏng, anh phải dặn dò phải bồi thường tổn thất cho anh. Lát nữa anh đến phòng tài vụ nhận xét nhé. Phiền cô gửi lời cảm ơn của tôi đến anh Phi. Tôi biết lúc này không nên quấy rầy anh ấy. Được. Sao vậy? Anh còn chuyện gì nữa? Tôi muốn nhờ cô nói giùm với anh ấy rằng Giang Dạ Tuyết là bạn tốt của tôi. Tôi nghĩ cô ấy không đầu độc chị Phương đâu. Cô y tá đó là bạn gái của anh à? Không phải. Nhưng chúng tôi đã quen biết nhau nhiều năm. Chắc chắn cô ấy không làm việc xấu đó. Anh yên tâm. Anh Phi để thả cô ấy đi. Tức là anh ấy tin cô ấy vô tội. Vậy thì tốt quá. Anh đi làm việc đi. Dừng. Không cần bảo vệ tôi nữa, đây là sòng bạc rất an toàn. Nhưng thưa cô, đây là mệnh lệnh, hiểu chưa hả? Xin lỗi, phiền cô cho xem chứng minh thư. Anh định dùng cách này để làm quen với các cô gái à? Cái cách này người ta dùng quá nhiều rồi, anh có nghĩ ra trò gì hay hơn không? Không, cô hiểu lầm rồi. Tôi chỉ muốn kiểm tra tuổi của cô. Việc gì tôi phải nói tuổi của mình cho anh biết. Vậy thì tôi buộc lòng phải mời cô đi khỏi đây. Bởi vì sông bạc có quy định chúng tôi không tiếp đón khách dưới 18 tuổi. Anh có biết tôi là ai không? Tránh ra. Này cô, xin đừng làm khó tôi. Anh tên gì? Đinh Dĩ. Được, ngày mai anh không cần phải đến làm ở đây nữa. Tiểu Đồng, ba, mẹ. Con về khi nào vậy? Sao không báo cho mẹ biết? Ba mẹ sẽ ra sân bay đón con. Con muốn tạo bất ngờ mà. Nào ngờ đụng phải cái tên lần độn này. Hắn không cho con vào sòng bạc. Thưa cô, thực ra được rồi, không có việc gì ở đây nữa. Khoan, cái tên lần độn này rất đáng ghét. Con muốn ba mẹ đuổi việc hắn. Thôi đi, cậu ấy chỉ tuân thủ theo đúng quy định của sòng bạc mà. Con mặc kệ, hắn ta đi cọ nhà vệ sinh. Đừng gây chuyện nữa, vào văn phòng của mẹ. Mẹ có chuyện quan trọng muốn nói với con. Cái gì?
Sao? Vì con trúng độc. Kẻ nào đã hại gì? Tạm thời còn chưa điều tra ra. Chẳng trách ba mẹ cử vệ sĩ đến bảo vệ con. Mẹ rất lo cho con. Con về đây bình an như vậy là tốt. Lát nữa mẹ đưa con đến bệnh viện thăm dì. Robin đâu? Sao không thấy anh ta bảo vệ con? Cái khúc gỗ đó, con sa thải anh ta rồi. Con à, bây giờ là lúc nào? Con đừng sốc nổi như vậy. Con biết mẹ lo lắng cho sự an toàn của con, nhưng con không muốn được cái gã Robin ấy bảo vệ nữa. Con có biết anh ta là vệ sĩ có tài nghệ giỏi nhất ở sòng bạc này không? Nhưng cái dáng băm bổ của anh ta ở bên con, người ta sẽ tưởng con là dân xã hội đen. Thôi được, con nói đi. Con muốn một vệ sĩ như thế nào? Ít nhất cũng phải oai vệ phương phi, cao to, mạnh mẽ, xứng đáng để cho con đi theo gặp gỡ mọi người. Để mẹ nghĩ xem có ai đủ tư cách làm vệ sĩ của con. Con biết phải tìm ai rồi. Cầm túi giúp tôi. Tôi khát nước. Đi lấy lon nước ngọt lại đi. Của cô đi. Ống hút đâu? Ống hút. Anh bắt tôi cứ thế này mà uống chắc. Dạ, xin chờ một lát. Ống hút của cô đi. Mở ra cho tôi. Có chuyện gì vậy? Không có gì, chỉ là trời mưa thôi. Con có muốn đi thăm dì Phương không? Có à, con muốn chứ. Đinh Vĩ, gọi xe cho tôi. Dân, thưa bà. Con đó, thật là... Dì ơi, đây là món quà lúc trước Ngôn Tinh tặng con. Cậu ấy bảo, chứ cần để thiên sứ bên cạnh, thiên sứ sẽ mang lại bình an. Các con đi du học nước ngoài, có biết chăm sóc cho nhau không? Có ạ, nhưng chắc chắn là con chăm Ngôn Tinh nhiều hơn một chút. Chị đừng nghe con bé nói khoác. Con không nói quá đâu. Sáng sớm thức dậy, cậu ấy đã chơi game. Tan học về lại chơi game, chẳng quan tâm đến việc gì khác. Cho nên con phải lo ngày ba bữa cho cậu ấy. Có lúc con phải làm thư ký riêng nghe điện thoại nữa chứ. Ngôn Tinh thích chơi game. Thảo nào môn toán của nó khá đến thế. Chị à, chị. Dì làm sao vậy? Chị không sao chứ? Chị ơi, dì sao vậy? Chị không sao chứ? Đừng nói nữa. Chị đừng nói nữa. Cứ để chị nói. Cứ để chị nói. Chị có nhiều điều muốn nói. Chị sợ không còn cơ hội nữa. Dì đừng nói như vậy. Chú Phi đã mời các chuyên gia y học giỏi nhất trên khắp thế giới về đây. Dì sẽ không sao đâu. Chuyên gia đâu phải là thần tiên. Tiểu thiên sứ sẽ bảo vệ dì. Dì sẽ khỏe lại. Đừng nói nữa. Chị nghỉ ngơi đi. Australia, chúng ta có mặt ở đây hôm nay để trao giải cho người chiến thắng cuộc thi toán học Sydney lần thứ 26. Xin chúc mừng em Ngôn Tinh. Gọi cho tôi. Cảm ơn thầy. Xin chào. Alo, Tiểu Đồng à? Sao? Tôi sẽ về đảo san hô ngay. Chị Phương uống thuốc giảm đau xong, chị thấy khá hơn chưa? Tôi nghe giúp chị.
Alo, Giang Dạ Tuyết phải không? Em trai cô đang trong tay chúng tôi. Nếu không có 500 ngàn thì đến mà nhận xác nó đi. Tôi lấy đâu ra nhiều tiền như vậy trả cho anh? Chị ơi, cứu em. Họ giết em thật đấy. Cứu em với. Cứu em với. Chúng tôi đang ở quán cà phê Xuân Thu. Nếu cô không đến thì chuẩn bị làm đám ma cho em cô là vừa. Đừng làm hại em tôi. Alo. Alo. Chuyện gì vậy? Không có gì. Tôi phải ra ngoài một lát. Cô đi đâu? Cô không được đi. Cảnh sát đã bắt được mấy người bị tình nghi đã đầu độc. Mời cô đến nhận mặt. Phải mất bao lâu? Tôi còn có việc quan trọng. Chuyện quan trọng gì hơn cả bệnh tình của chị tôi? Cô đừng quên, chị tôi bị đầu độc. Cô gián tiếp có liên quan. Đưa cô ta vào. Mời cô. Lát nữa hãy nhận dạng cho kỹ. Bắt đầu được chưa? Bắt đầu đi. Không phải. Cũng không phải. Không biết thật hay giả, 7-8 người đều không phải. Cô không nhận ra kẻ đầu độc thật chứ? Nếu không nhận ra kẻ đó, vợ tôi nguy mất. Xin lỗi anh Phi, tôi đã cố hết sức. Anh Phi, khi nãy cô ta cứ thúc giục em. Nếu cô ta thật lòng muốn giúp thì sao lại như vậy chứ? Trừ phi cô ta cố ý che giấu cho hung thủ. Chắc chắn cô ta đã bị mua chuộc để hại chị Phương. Chỉ có chị ấy mới tin cô ta. Từ đầu đến cuối các vị không hề tin tôi. Cô cho rằng trên đời này chỉ mình các cô có nỗi buồn phiền. Chỉ cô mới có người thân cần được cứu giúp chắc. Tôi cũng có nỗi lo, cũng có người thân cần cứu giúp. Nếu không muốn giúp các vị, tôi đã đi từ lâu rồi. Còn ở đây để các vị nghi ngờ làm gì nữa? Cô bảo người thân gì gì, tôi không hiểu. Thôi, tôi đã cố hết sức rồi. Các vị không tin, tôi cũng chẳng biết làm thế nào. Tôi có việc gấp, tôi phải đi. Khoan đã. Cầm lấy. Ý anh là gì? Cầm tiền đi chuộc em trai cô. Sao anh biết chuyện em trai tôi? Những chuyện xảy ra trên đảo san hô này, có chuyện gì mà tôi không biết? Tôi không thể cầm tiền của anh. Bây giờ cứu em cô vẫn kịp. Cô hãy tạm gác sĩ diện của mình lại. Cảm ơn anh. Tôi sẽ hoàn trả anh món tiền này. Không cần cảm ơn tôi. Muốn cảm ơn hãy cảm ơn vợ tôi. Cô ấy đã bảo tôi giúp đỡ cô. Tôi sẽ có lời cảm ơn chị ấy. Anh Phi, cô ta. Cả tôi và Kỳ Phương đều không tin cô ta đã đầu độc. Đừng nghi ngờ cô ta nữa. Ông ơi, cứu cháu ông ơi. Ngôn Tinh. Ông ơi. Kỳ Phương. Kỳ Phương. Sao vậy? Kỳ Phương. Anh là Ngôn Phi đi. Kỳ Phương. Em không sao. Em ngủ mê. Anh Phi, cảm ơn anh đã đến thăm em. Trong lòng anh, em mãi mãi là người con gái đẹp nhất. Kỳ Phương, em rất đau đớn phải không? Anh gọi bác sĩ nhé. Đừng. Anh Phi, em không muốn tự dối mình. Em đã bị nhiễm độc virus, không chữa nổi đâu. Có chứ. Các chuyên gia về virus đang nghĩ cách, nhất định sẽ có thuốc chữa.
Em hãy cố lên, phải cố lên. Anh còn nhớ những ngày tháng ở San Francisco không? Nhớ chứ, nhớ chứ. Gia đình chúng ta ngày ngày cùng nhau đi dạo trên bãi biển. Đúng vậy. Bé Tinh thì nghịch cát, còn em và anh ngồi ngắm hoàng hôn. Khi đó mới vui làm sao. Chúng ta còn nói với nhau, kiếp này vẫn còn thì ngày nào chúng ta cũng sẽ đi ngắm hoàng hôn. Em còn nhớ không? E là em không còn được thấy hoàng hôn nữa. Không đâu, không đâu. Em đừng nói vậy. Không được nói vậy. Anh Phi, em ước mong anh đưa em đi ngắm hoàng hôn được không? Lát nữa gặp phải nói cảm ơn người ta biết chưa? Dừng. Anh Phi, chuyện gì vậy? Cô tránh ra. Thể lực của chị ấy rất yếu, không thích hợp rời khỏi phòng bệnh. Tôi bảo tránh ra, đừng nhiều chuyện. Anh làm vậy sẽ khiến bệnh của chị ấy nặng thêm. Chị Phương, anh ấy chỉ đưa tôi đi ngắm hoàng hôn thôi, không sao đâu. Nhưng chị đang rất yếu. Chúng tôi chỉ lên trên sân thượng. Cô có thể giúp tôi được toại nguyện không? Coi như tôi xin cô, được không? Chị đừng nói vậy. Mặt trời sắp lặn. E là sau này tôi sẽ không còn cơ hội được nhìn thấy nữa. Tôi xin cô. Em xem, hoàng hôn đẹp quá. Vâng, khung cảnh tuyệt đẹp này giống hệt cảnh hoàng hôn ở San Francisco. Ngày nào cũng có thể ngắm nhìn hoàng hôn ở đây. Ngắm ngày hôm nay, ta đâu nỡ nào bỏ ngày mai. Em muốn ngắm nhìn thêm một lát, bởi vì thời gian không còn nhiều nữa. Không đâu, Kỳ Phương, anh không muốn nghe những lời đó của em. Em là vợ của vua đánh bạc Ngôn Phi. Chúng ta đã cùng chơi bài. Em là hoàng hậu đánh bạc. Em nhất định phải gắng gượng và cố lên. Đây là ý trời. Trong vòng hơn 30 tiếng, các bác sĩ đã cho em thử nhiều loại thuốc đặc hiệu khác nhau, nhưng cũng đều không có tác dụng. Em biết họ đã cố hết sức rồi. Không đâu Kỳ Phương, tất cả các chuyên gia về virus trên khắp thế giới đều đã tập trung tại đây. Nhất định họ sẽ tìm ra thuốc cứu em. Em phải cố gắng lên. Em biết họ sẽ có cách. Nhưng chỉ e em không chờ được. Không đâu, không đâu Kỳ Phương, không đâu. Hãy cố lên Kỳ Phương. Anh Phi, có điện thoại của Ngôn Tinh. Kỳ Phương, con trai gọi điện cho em. Alo, Ngôn Tinh, mẹ đây. Mẹ ơi, con là Ngôn Tinh. Con về với mẹ ngay đi. Mẹ phải chờ con về. Mẹ nhất định phải chờ con về. Sợ là không kịp. Không đâu, mẹ chưa nhìn thấy Ngôn Tinh sao có thể nản lòng được. Mẹ phải cố gắng lên. Được, mẹ hứa với con.
Mẹ chờ con về. Đúng, phải chờ Ngôn Tinh về. Phải chờ Ngôn Tinh về. Kỳ Phương, Kỳ Phương. Alo. Anh Phi, La Thần Phong gọi điện đến bệnh viện nói là hắn có cấp cứu chị Phương. La Thần Phong, anh có cách gì cứu vợ tôi? Có người đưa cho tôi một chai huyết thanh giải độc. Tôi tin có thể cứu mạng vợ anh. Chỉ cần cứu được vợ tôi, tôi bằng lòng trả mọi giá. Được. Cái giá đó là sòng bạc của anh. Nếu ngày mai anh thắng tôi trên sới bạc, huyết thanh sẽ là của anh. 8 giờ sáng mai tôi chờ anh ở sòng bạc ảo. Khoan đã. Làm sao tôi biết được huyết thanh giải độc có phải là thật hay không? Vì vợ anh, anh có muốn đấu với tôi một gián hay không? Tùy anh quyết định. Anh Phi, sao giờ này anh vẫn chưa chịu đấu với La Thần Phong? Dù có thua cũng không phải chết. Nếu thắng thì hắn có thể cứu được chị Phương. Nếu tôi chết mà cứu được Kỳ Phương, tôi cũng bằng lòng. Vậy anh còn chờ gì nữa? Tôi lo lắng biết đâu là huyết thanh giả. Nếu lại là một loại chất độc ghê gớm hơn thì sao? Như vậy sẽ trúng kế của hắn. Không những không cứu được Kỳ Phương, mà lợn lành còn chữa thành lợn què. Anh Phi, nhưng mà thắng thua trên sới bạc chẳng quan trọng gì đối với tôi. Quan trọng nhất là tôi không thể để mất Kỳ Phương. Cô làm gì? Vì sao cô làm thế này? Phải bị nhiễm cùng loại độc mới giúp chị Phương kiểm tra xem huyết thanh có phải là thật hay không. Anh hãy đưa tôi đi cùng. Chúng ta thử xem huyết thanh là thật hay giả trước, rồi mới đấu với Thần Phong. Nếu là huyết thanh giả, cô sẽ phải hy sinh vô ích. Không đâu. Tôi tin ở hiền gặp lành. Lần trước ở sòng bạc anh đã cứu tôi, lần này lại cứu em trai tôi. Coi như tôi đã ơn hai người. Dẫn theo cả bác sĩ và y tá. Xem ra đúng là anh muốn kiểm tra món hàng đặc cược của tôi là thật hay giả rồi. Đúng. Trong người của y tá này có chất độc mà vợ tôi mắc phải. Tôi muốn xem huyết thanh của anh là thật hay giả. Cũng được. Để anh khỏi bất an khi đấu cùng tôi. Hai người lại đi. Đường đường là vua đánh bạc của đảo san hô, lại bắt một cô y tá vô tội làm vật thí nghiệm. Xem ra tôi phải đánh giá lại anh. Cũng nên. Tôi tự nguyện mà. Vĩ đại thật. Yên tâm. Tôi không để một cô gái xinh đẹp như cô chết đâu. Tìm cho cô ấy đi.
Phải quan sát tình hình của cô ấy mới biết được huyết thanh có hiệu quả hay không. Anh Phi, tôi muốn anh nghe cái này. La Thần Phong, anh nhận lời chơi trò mèo dần chuột với tôi. Một ván đấu hiếm có như thế, tất nhiên tôi sẽ chơi. Trong tay tôi có huyết thanh giải độc siêu dẫn của Ngôn Tình. Chỉ cần anh đem nó đến gặp anh ta, chắc chắn anh ta sẽ đấu với anh. Sao cô lại có huyết thanh giải độc? Trừ phi... Anh cho tôi nghe băng này. Mục đích là muốn nói với tôi, anh chẳng liên quan gì đến kẻ đầu độc. Tôi chỉ là một con bạc. Người ta muốn tặng cho tôi vật đặt cược, sao tôi có thể từ chối được? Hôm nay nhất định tôi sẽ có được sòng bạc của anh. Mẹ, Ngôn Tình, Ngôn Tình, mẹ, mày nhìn con đi, con về rồi đây. Ngôn Tình, đừng quá xúc động. Ba con đâu? Vì sao ba không nghĩ cách cứu mẹ? Ba đâu rồi? Ba con bị người ta ép chơi bài, phải thắng thì mới cứu được mẹ con. Kẻ thù của nhà chúng ta là ai? Vì sao hại mẹ con thê thảm như vậy? Tạm thời chúng ta vẫn chưa điều tra ra. Thật quá quắc. Nếu con biết là kẻ nào, con nhất định sẽ trả thù cho mẹ, để hắn biết rằng nhà họ Ngôn không dễ bắt nạt đâu. Mẹ ơi, con về rồi. Con là Ngôn Tinh đây. Ngôn Tinh, được nhìn thấy con dù phải chết, mẹ cũng cảm thấy mãn nguyện. Mẹ đừng nói thế, mẹ sẽ khỏe lại. Mẹ ơi, đây là cúp vô địch toán học con vừa giành được. Mẹ nhìn xem, đẹp lắm. Không biết bao giờ mẹ mới có dịp nhìn thấy con lên bục nhận phần thưởng. Có chứ. Chỉ cần mẹ khỏe lại, chắc chắn sẽ có dịp. Mẹ xin lỗi con. Mấy năm qua không ở bên chăm sóc con. Con không trách mẹ. Sao con có thể trách mẹ được chứ? Nếu mẹ không còn nữa, con phải nghe lời ba. Hiểu chưa? Dân. Mẹ, mẹ làm sao vậy? Mẹ ơi, gọi bác sĩ đi. Mẹ ơi, mẹ không sao chứ? Bác sĩ, mau lên, mẹ hãy gắng lên. Bác sĩ, mau gọi bác sĩ. Chị ơi, chị ơi. Nhịp tim, huyết áp và nhiệt độ của cơ thể Dạ Tuyết đã dần dần hồi phục, nên tin đây là công hiệu của huyết thanh tiêm cho cô ấy. Anh Phi, đã xác định huyết thanh là thứ thiệt, chúng ta bắt đầu đấu được chứ? Đưa cô ấy ra ngoài đi. Anh muốn đấu thế nào? Chỉ bắt 5 quân bài thôi thì quá dễ đối với chúng ta. Tôi muốn tăng thêm độ khó. Tia laser xoay tròn này sẽ cắt rời quân bài, cũng có thể đốt cháy nó. Những quân bị cháy coi như bỏ đi. Ngoài việc phải nhanh chóng bắt bài, chúng ta đồng thời cũng phải tính toán xem quân nào đã bị đốt cháy. Không đơn giản chút nào. Vua đánh bạc có khác. Rất thông minh. Vậy chúng ta bắt đầu. Anh chịu thua đi. Quân sáu cơ đã nằm trong tay tôi. Anh sẽ không có được 4 quân sáu đâu. Anh Phong chớ vội mừng. Nhìn kỹ bài của mình đã rồi hãy nói. Tôi nghĩ sau này anh cần luyện tập nhiều hơn nữa cho bồ câu của mình.
Sáu cơ đang ở chỗ tôi. Anh chịu thua đi. Đưa huyết thanh đây. Nằm xuống, không được nhúc nhích. Cô không sao chứ? Không sao. Để tôi xem huyết thanh còn nguyên vẹn không. May quá, anh xem. Khoan, dừng lại đã. Để tôi xem nè. Nhảy ra đi. Không còn huyết thanh nữa. Thế là thành ra công cốc. Kỳ Phương, hãy cố chịu đựng. Em không thể ra đi. Anh nhất định sẽ có cách cứu em. Anh sẽ nghĩ cách. Bác sĩ, tôi đã được tiêm huyết thanh giải độc. Chắc là sẽ chế ra được huyết thanh mới. Bác sĩ cứ thử đi, nhanh lên. Kế hoạch lần này thất bại. La Thần Phong bắn đứng cô. Hắn đã ghi âm cuộc nói chuyện của hai người. Tại tôi hành động bất cẩn. Chúng ta đã đánh giá thấp Ngôn Phi và La Thần Phong. Trước khi tiến hành kế hoạch mới, cô nên tránh đi. Đừng lộ diện. Này, anh đưa em đến đây làm gì? Chúng ta phải ở lại bệnh viện chờ giấy tỉnh lại chứ. Bảo em đi thì cứ đi đi, đừng hỏi nhiều. Không hỏi thì thôi. Nhưng em không muốn đi tiếp nữa. Em chờ anh ở đây. Không đi thì thôi. Chúng ta cũng đến nơi rồi mà. Đến để mua bánh ngọt à? Chứ lại không à. Đến hiệu bánh dĩ nhiên để mua bánh ngọt. Gần bệnh viện cũng có rất nhiều hiệu bánh. Việc gì phải đến tận đây? Em bán hàng xinh mà. Em chỉ thấy một bà cô thôi. Con gái cô ấy rất xinh. Cô ấy có con gái hay không em không rõ. Nhưng em biết mẹ anh rất thích ăn bánh ngọt sô-cô-la ở đây. Sao em biết? Và ở đây chính là nơi mẹ con anh gặp lại nhau lần đầu, đúng không? Giỏi lắm. Chẳng trách người ta bảo không nên nói bí mật của mình với bạn gái. Em nghe được chuyện đó từ đâu thế? Anh cho rằng những chuyện mẹ em biết có gọi là bí mật không?
Kỳ Phương, em tỉnh rồi à? Ngôn Tin đâu? Nó và Tiểu Đồng ra ngoài đi dạo rồi. Chị ơi, chị tỉnh lại rồi. Chị tỉnh lại em mừng quá. Chị có biết mấy ngày qua thấy chị vật lộn với chất độc, em rất lo lắng không? Không ngờ vẫn còn được nhìn thấy hai người. Chúc mừng chị. Bác sĩ nói sức khỏe của chị sẽ hồi phục rất nhanh. Mẹ ơi, mẹ đoán xem con mang gì về cho mẹ? Con vẫn nhớ Hiểu Bánh ngày trước chúng ta từng đến à? Tất nhiên rồi, đó là nơi mẹ con mình gặp lại nhau, con không thể nào quên. Chắc chắn là món bánh sô-cô-la mẹ rất thích, thông minh lắm. Đó là tấm lòng của anh ấy. Tiếc là mấy ngày này mẹ chỉ được tiếp dinh dưỡng, không ăn được bánh ngọt con mua. Không sao, mẹ ngửi đi, hương sô-cô-la rất thơm. Mẹ cứ ngửi mùi hương này còn hơn là phải ngửi mùi dung dịch thuốc của bệnh viện. Em thấy không, con trai rất hiếu thảo với mẹ. Cho mẹ nhìn con nào. Mẹ, con lớn rồi, con sẽ bảo vệ mẹ giống như ba vậy, không để người khác bắt nạt chúng ta. Ba và dì đã chăm sóc mẹ cả đêm rồi. Con đi mua cà phê về cho mọi người lấy lại tinh thần được không? Dạ. Anh Phi, đừng để con bị cuốn vào chuyện ân oán. Kỳ Phương, em đừng quá lo lắng. Khi nãy Ngôn Tin chỉ bảo là muốn bảo vệ mẹ thôi mà. Không phải đâu. Lúc hôn mê em đã nghe con bảo sẽ trả thù cho mẹ, vì vậy em mới tỉnh lại. Không tin, anh hỏi Văn Hân mà xem. Ngôn Tin có nói vậy, nhưng vì chị hôn mê không tỉnh lại nên nó mới nói như vậy thôi. Đúng thế, trẻ con bồng bột nói thế, đừng tin làm gì. Em không yên tâm. Anh phải trông chừng nó cẩn thận. Nó vẫn còn rất trẻ con, rất dễ gây chuyện. Anh biết phải làm gì rồi. Nếu chị không yên tâm, hay là đưa cháu Tin đi Australia đi. Anh điên à? Khó khăn lắm hai mẹ con mới được ở bên nhau. Bây giờ để bé Tin đi, chị chịu sao nổi. Anh nghĩ thêm đi. Thực ra chúng mình nói cũng đúng. Một thời gian nữa tôi lại phải vào trại giam. Chi bằng không. Kỳ Phương, không thể để con đi. Chúng ta đâu dễ gì được đoàn tụ. Chúng ta phải trân trọng những ngày này. Em lo mục tiêu tiếp theo của kẻ thù sẽ là Ngôn Tin. Hãy tin ở anh, anh sẽ bảo vệ nó. Tại anh. Anh nói thế làm chị ấy xót xa. Dịch vụ giao hàng đây. Đừng vờ vịt nữa, vào đi. Xin chào cô Giang Dạ Tuyết. Lần này cô hơi nói quá đi. Anh lại nói linh tinh gì thế? Ý tôi là chị Phương bị trúng độc. Cô không ngại sinh tử cứu chị. Cô đã trở thành anh hùng xã thân từ khi nào vậy? Y tá cứu giúp người là điều rất nên làm. Anh sang quá, tặng cả một bó hoa lớn cho chị em. Cậu nhầm rồi. Hoa này của anh Phi. Anh ấy bảo tôi thay mặt anh ấy nói với Dạ Tuyết rằng xin cảm ơn cô. Hoa đẹp quá. Thì ra phụ nữ đều thích tặng hoa. Còn anh Dĩ, vua đánh bạc tặng cả một bó hoa to như thế. Không lẽ anh đến tay không? Em có tư cách gì nói người ta? Bảo em mang cho chị đĩa CD mà chị thích, em cũng quên luôn. Thứ nhạc ấy thì hay ho gì. Còn cố cãi hả? Em về đi. Còn ở đây nữa, em sẽ là người đầu tiên trên đảo san hô này bị ăn đòn biến thành thằng đần mất. Anh Dĩ ở lại với chị em nhé, thằng ranh. Này, cô thích nghe loại nhạc đó từ khi nào vậy? Từ lần trước, sau khi đi nghe ca nhạc về. Chúng ta là chị em, điều đó mà cũng phải hỏi à. Phạt anh đi mua phở cho tôi ăn. Quý cô, quán phở ấy ở xa lắm, bụng đang đói của cô chịu nổi không? Chịu được. Đi sớm về sớm.
Được, vậy thì tôi đi mua vậy. Anh Phi, đây là hình ảnh chúng tôi quay được khi theo dõi La Thần Phong mấy ngày nay. Người phụ nữ này hình như là cô ả trong băng ghi âm của Thần Phong. Theo tư liệu thì cô ta tên là Anna, kẻ cầm đầu đứng sau tập đoàn Hacker, cũng là một thành viên của tổ chức những tay đại biệt quốc tế. Nếu vậy cô ta rất đáng nghi. Có lẽ chính cô ta đã đưa huyết thanh cho Thần Phong. Nhưng mấy ngày nay Anna dường như đã bốc hơi mất tích. Chúng tôi theo sát La Thần Phong, cũng không thấy hắn liên lạc với Anna nữa. Anh Phi, anh đang nghĩ gì vậy? Kỳ Phương bị đột kích trong lao, tiếp theo đó lại trúng độc. Những chuyện ấy phải chăng đều liên quan đến Anna? Mỹ Giao, bằng mọi giá phải tìm ra cô ta. Vâng, tôi sẽ cử thêm người đi điều tra. Em hãy nhìn bức hình này. Em nhận ra hai người này không? Người đàn ông tên là La Thần Phong, chính hắn đã dùng huyết thanh để thách đấu với anh. Còn cô gái tên là Anna, em có ấn tượng gì không? Anna em chưa từng gặp, nhưng người đàn ông này rất giống tay quản giáo trong nhà tù của bọn em. Vậy thì lạ quá. Nhưng em tin anh ấy không có ác ý với em. Nếu không anh ấy đã chẳng cứu em. Anh sẽ điều tra xem anh ta có quan hệ gì với La Thần Phong. Ngạc nhiên chưa? Mẹ đoán xem con có món gì cho mẹ. Hình như có mùi vịt quay. Mẹ giỏi thật, đã đoán đúng. Vậy à? Đây là món vịt quay của hiệu Trịnh Ký mà chúng ta thường đến ăn khi ở San Francisco. Mọi người gửi vịt nướng từ đường hàng không về đây à? Gửi đường hàng không thì ngon sao được. Em và Ngôn Tinh không làm vậy đâu. Cậu quý tử của chị đã năn nỉ em suốt một ngày một đêm. Em mới mời vị đầu bếp thịt nướng bay sang đây để quay vịt cho mẹ cậu ăn. Dụng cụ đồ nghề quay vịt được đặt ngay trong nhà bếp của bệnh viện này. Như vậy mới bảo đảm tươi, mới thơm ngon. Cầu kỳ quá. Có hơi cầu kỳ một chút. Nhưng con trai em đã chờ 8 năm mới có cơ hội được ăn với mẹ một bữa. Ai nỡ lòng từ chối nó. Có phải nhà bếp bị mọi người làm cho đảo lộn hết nên không? Mẹ đừng lo, được sự cho phép của giám đốc, con mới dám làm cái việc động trời này chứ. Tắm 36. Uống trà giải khát. Sau này nếu ăn vụng bánh cũng đừng ăn nhanh như vậy. Lần sau đừng mang trà giải khát đến. Lâu lắm tôi không được uống nước yến rồi. Dân, lần sau con mang vây cá cho cô, có được không? Nếu có thêm cả lon phúc thọ tuyền thì càng tuyệt. Lần trước ta bảo cậu mua kem dưỡng da, cậu quên rồi à? Làm sao con quên được? 9734 giới thiệu loại này chắc sẽ rất tốt. Quậy sướng thật, được ra ngoài tận hưởng không khí tự do. Cô đừng nói vậy, người ta mắc bệnh phải đi bệnh viện. Không biết cô ấy đã khá hơn chưa? Đi thăm cô ấy thay tôi nhé. Dạ. Nhờ cậu chút việc cõng con mà còn không chịu. Để cậu làm quản giáo ở đây để chăm sóc tôi có ích gì? Tại sư phụ của cậu cứ muốn cậu chăm sóc tôi. Xin đừng trách sư phụ, cô cứ trách con đây. Người chết rồi, mắng thì có sao? Ông ấy đã sai. Trước khi chết lại còn nhờ cậu. Bắt cậu chăm sóc tôi cả đời chắc. Đó là việc con nên làm. Cậu gàn quá là gàn. Sư phụ của cậu biết cậu là đứa có hiếu nên mới bắt nạt cậu. Sao ông ấy không bảo Thần Phong đến chăm sóc tôi? Bỗng dưng tôi nhắc đến nó làm gì chứ? Con nghe nói Thần Phong đã quay lại đảo san hô. Tôi không muốn nghe chuyện gì nó, không muốn nghe. Cậu nhớ đến bệnh viện thăm 9734 giúp tôi. Cậu nhớ nhé, hãy đến bệnh viện thăm 9734 giúp tôi. À, tôi vừa bón phân cho chậu violet này rồi, nhưng chưa tưới nước. Cậu biết phải làm gì rồi đấy. Hôm nay tôi mời anh đến vì muốn nói lời cảm ơn.
Cảm ơn anh đã cứu vợ tôi. Đó là trách nhiệm của tôi. Anh đừng khách sáo. Có câu này tôi muốn hỏi anh. Anh cứ hỏi. Anh và La Thần Phong là anh em sinh đôi? Đúng. Nhưng anh ta là anh ta, tôi là tôi. Đã lâu chúng tôi không liên lạc với nhau. Tuy anh ta là anh trai tôi, nhưng tôi mong anh hiểu, anh ta chẳng liên quan gì đến tôi cả. Tôi tin về sự đánh giá của Kỳ Phương. Cô ấy nói anh rất tốt với cô ấy. Cảm ơn anh đã quan tâm đến vợ tôi. Cô ấy là bạn của vợ thầy tôi. Quan tâm đến cô ấy là việc tôi nên làm. Sư mẫu tôi rất lo lắng, muốn biết bệnh tình của cô Phương đã đỡ hơn chưa. Vợ tôi đang điều trị trong bệnh viện, cô ấy không sao. Cảm ơn anh. Đây là chậu violet cô Phương tự tay trồng. Chỉ mấy ngày nữa hoa sẽ nở. Sư mẫu tôi muốn nhờ anh mang về để cô ấy được nhìn thấy hoa nở. Tôi mong anh sẽ tiếp tục quan tâm đến vợ tôi. Anh yên tâm, tôi và sư mẫu sẽ chăm sóc cô ấy. Không ngờ trong trại giam Kỳ Phương lại kết giao được với một người bạn tốt như anh. Cảm ơn anh. Nhờ anh chuyển lời hỏi thăm của sư mẫu tôi đến cô Phương. Là cô à? Chúng ta có nói sẽ gặp nhau đâu. Tất nhiên. Không ngờ anh vẫn có hứng thú đến đây massage. Thiết kế và phục vụ ở chỗ này rất tốt. Không đến thì phí hoài. Và nếu có cả cô ở bên thì càng tuyệt đấy. Tôi cứ nghĩ anh thua anh Phi thảm hại như vậy. Tâm trạng phải rất tệ hại mới đúng. Thắng thua là chuyện thường tình, chẳng sao hết. Thực ra, nếu chỉ muốn có tiếng tăm và có chỗ đứng, anh không cần thiết phải khiêu chiến với anh Phi. Sao anh không thử hợp tác với anh ta? Cô muốn tôi nấp dưới bóng Ngôn Phi, làm con chó giữ nhà cho hắn à? Xin lỗi, tôi không quen hợp tác với người khác. Tôi thích tự do thoải mái. Không vội, chuyện này cứ từ từ. Hôm nay tôi đến vì muốn hỏi anh về người phụ nữ trong ảnh này. Thì ra cô có việc cần nhờ tôi. Anh giúp tôi lần này, chưa biết chừng lần sau sẽ phải nhờ đến tôi. Cô ta có phải là người trong băng ghi âm nói là sẽ đưa huyết thanh cho anh? Thường thì khi người nào đó muốn được lợi từ tôi đều phải trả giá. Cô bằng lòng không? Nếu anh muốn có tiền, tôi sẽ gắng để anh không thất vọng. Nếu cái giá tôi đưa ra không phải là tiền, vậy thì anh cứ tiếp tục suy nghĩ đi. Tôi sẽ liên lạc lại với anh. Được. Cô Mỹ Giao, khi nào đã nghĩ kỹ rồi thì đến gặp tôi nhé. Tôi không có hứng với kiểu trao đổi này của anh. Được, không sao. Gia Gia, sao lại là em? Không phải tôi thì là ai? Mấy năm không gặp, em ngày càng xinh đẹp. Những lời ngọt ngào này để dành nói với các cô gái khác. Ngoài em ra, anh làm gì có ai khác? Anh nói dối không biết ngượng. Lần nào đến tìm cũng thấy anh đang ở bên một cô gái. Em biết rồi. Đó chỉ là quan hệ xã giao.
À, anh có hẹn, anh phải đi thay quần áo. Khoan đã. Trước kia anh nói rất thích chiếc bật lửa kiểu cổ này. Em rất hiểu tính cách của anh. Em nghĩ thứ anh thích, anh không quên chứ. Thế à? Anh từng nói thế à? Anh không nhớ. Những thứ trước đây anh thích không có nghĩa là bây giờ vẫn thích. Anh nói chiếc bật lửa này rất sành điệu, rất đẳng cấp, là một biểu tượng của danh phận. Gần đây anh đã bỏ thuốc lá, giữ cái bật lửa này cũng chẳng có tác dụng gì. Ý anh là anh đã quên em từ lâu và muốn em từ nay đừng đến tìm anh nữa, đúng không? Ngồi đi. Em có biết mục đích đến đảo san hô lần này của anh không? Nghe nói anh đến thách đấu với vua đánh bạc Ngôn Phi và anh đã thua anh ấy. Đúng, đúng là thế. Điều quan trọng nhất của người đàn ông là sự nghiệp, cho nên bây giờ anh phải tập trung nghiên cứu kỹ xảo đánh bạc của Ngôn Phi. Em về đi. Khi nào nghiên cứu xong, anh sẽ đến tìm em. Anh không lừa dối em đấy chứ. Anh muốn cô gái mà anh yêu hoàn toàn tin tưởng anh, không chút nghi ngờ. Không, chúng ta không thể làm như vậy, sẽ rất nguy hiểm cho Gia Gia. Anh biết chứ, chúng ta đã biểu diễn ảo thuật nhiều năm, nếu không tạo ra sự đột phá, chúng ta sẽ bị đào thải. Thế giới này vô cùng tàn khốc. Thôi đi, đừng cãi nhau nữa, có chuyện gì bình tĩnh mà nói. Nhưng em không đồng ý với cách làm của anh. Anh muốn em diễn em không ngại, nhưng lần này em không thể đồng tình với anh. Chú nghe này, vé vào cửa đã bán sạch. Nếu chúng ta không biểu diễn, sẽ bị kiện là lừa đảo. Nhưng chúng ta luyện tập những chưa thành thục. Lẽ nào anh không lo lắng cho sự an toàn của Gia Gia? Cô ấy là bạn gái của anh mà. Thôi nào, em đã quyết định sẽ biểu diễn tiếp mục này. Chỉ cần anh chịu giúp sức, nhất định chúng ta sẽ thành công. Anh Thần Phong, nhận lời đi, được không? Chú cứ yên tâm, anh còn coi trọng buổi biểu diễn này hơn chú kia mà. Gia Gia, đau quá, đau quá. Gia Gia, đừng làm chuyện dại dột.
Lên ngay. Anh làm gì thế? Đừng dại dột thế này. Anh nghĩ em định tự tử à? Còn lâu. Xin lỗi, anh nhầm. Tháng nào anh cũng đến thăm và thay thần phong mang tiền sinh hoạt cho em kia mà. Cuộc sống hạnh phúc là thế, vì sao em phải tự tử chứ? Thần Phong bảo anh đưa cái này cho em. Gần đây anh rất bận nên hôm nay mới mang đến cho em được. Số tiền này Thần Phong nhờ anh mang đến à? Được. Vậy em hỏi anh, tại sao rất lâu Thần Phong không đến thăm em? Anh ấy bảo dạo này rất bận, một thời gian nữa anh ấy sẽ đến thăm em. Anh nói dối. Tiền này là của anh. Hàng tháng anh đều đem tiền của mình đưa cho em. Anh không hề gặp Thần Phong. Thần Phong đã đến đảo Sang Hô. Anh không biết à? Em đã gặp anh ấy rồi à? Anh ấy rất lạnh lùng với em. Là thế nào vậy? Hai anh em anh, một người chỉ biết lừa dối em, một người chỉ biết cố gắng làm người tốt, che giấu giúp người kia. Các anh muốn em phải thế nào? Năm xưa, vì sao anh nhường em cho Thần Phong? Nếu anh kiên trì theo đuổi em, em sẽ không trở nên như thế này. Em sẽ rất hạnh phúc. Thần Phong là người thế nào? Em hiểu rõ hơn anh mà. Anh biết không? Sai lầm lớn nhất của phụ nữ là nghĩ rằng mình có thể làm thay đổi người đàn ông mà mình yêu. Dạ dạ. Hãy quên Thần Phong đi. Không có anh ta, em vẫn có thể sống tốt. Hãy xa lánh anh ta. Em làm gì thế? Bật lửa của em. Chiếc bật lửa em mua tặng Thần Phong đâu rồi? Cái này phải không? May quá chưa hỏng. Tức giận chuyện gì vậy? Có vấn đề gì sao anh không hỏi em? Chưa biết chừng em có thể giúp được anh. Em có biết kẻ thù của mẹ anh là ai không? Em chỉ biết kẻ đứng đằng sau chỉ huy là một phụ nữ tên Anna. Còn gì nữa? Hết rồi. Ba em chỉ nói cho em biết có thế. Chỉ biết tên gọi thôi thì ít gì. Này, em biết gì mau nói cho anh. Nếu không anh sẽ cù đấy. Đừng đừng, em không biết thật mà. Nhưng ba em bảo những tư liệu về người phụ nữ đó có trong máy tính ở sòng bạc. Máy tính ở sòng bạc? Hơi khó đấy. Đúng vậy, rất khó. Thôi đừng nghĩ ngợi nhiều nữa, đi đánh tennis cùng em đi. Ừ. Xin lỗi, các ngài chờ cho một lát. Anh Phi đã về. Ông Mã, xin lỗi, tôi vừa từ bệnh viện về đây. Không sao, tôi xin giới thiệu. Ông Hoàng Văn Cửu vừa được điều từ Australia nhậm chức chuyên viên ngành sòng bạc ở đảo San Hô. Anh Ngôn Phi rất hân hạnh. Chào ông, mời ngồi. Dân. Anh Phi, tôi đi làm việc đây. Cảm ơn cô Mỹ Giao khi nãy đã đưa tôi đi tham quan sòng bạc. Đó là trách nhiệm của tôi. Cô Mỹ Giao tuổi trẻ tài cao, rất xinh đẹp, và lại là trợ thủ đắc lực của anh Phi. Cảm ơn ông ngợi khen, tôi xin phép. Lần này tôi đưa ông Cửu đến đây chào hỏi anh. Mọi người làm quen với nhau để sau này hợp tác được vui vẻ. Như vậy tôi có thể yên tâm nghỉ hưu. Ông Mã, bao năm qua trên cương vị của mình, ông đã giúp cho ngành sòng bạc không ngừng phát triển phồn vinh. Sao ông lại muốn nghỉ hưu sớm vậy? Thật đáng tiếc.
Anh khách khí quá. Tôi nghĩ sau khi tiếp quản công việc của tôi, ông cửu cũng sẽ làm rất tốt. Ông Mã quá khen. Đợi sau khi tôi nhận được bằng khen rồi hãy nói. Ông Mã, tôi xin hỏi một việc nữa. Chẳng hay ông cửu có biết thỏa thuận giữa tôi và ngài chủ tịch thành phố không? Anh đừng lo, ông cửu rất rõ chuyện đó. Anh Phi cứ yên tâm. Bao năm qua anh xây cầu sửa đường cho đảo San Hô, không hoạt động từ thiện nào anh từ chối tham gia. Ngài chủ tịch đã hứa sẽ sớm phóng thích vợ anh. Tôi nghĩ ông ấy không nuốt lời đâu. Nghe nói nguyện vọng lớn nhất của anh là mong vợ mình được tự do. Đúng là thật khiến người khác phải cảm động. Vâng. Nếu ông cửu có thể giúp tôi đạt được tâm nguyện, tôi rất biết ơn. Còn về chuyện đóng góp, nếu tôi có thể làm được, tôi nhất định sẽ làm hết sức mình. Có điều ngài chủ tịch mong muốn mọi việc phải được xử lý hợp tình hợp lý để tránh miệng lưỡi thế gian. Nghe nói sức khỏe của vợ anh đã bình phục, độc tố đã được trừ bỏ, nhưng bệnh viện yêu cầu tiếp tục theo dõi vài ngày vì e là sẽ để lại di chứng. Tất nhiên tôi cho rằng về phía trại giam nhất định sẽ phải đảm bảo sức khỏe của phạm nhân. Thiết bị và các điều kiện y tế trên đảo cũng có thể đáp ứng đầy đủ. Anh Phi cứ yên tâm. Tôi hiểu. Đợi sau khi bệnh tình của vợ tôi khá hơn, tôi sẽ đích thân đưa cô ấy ra đảo. Tôi mong sau vài hôm nữa cô Phương có thể về trại trình diện. Không biết anh Phi còn ý kiến gì không? Không. Cảm ơn anh giúp đỡ để tôi hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên trên cương vị mới. Cảm ơn. Ngắm quần áo mà sai sưa đến thế à? Không đâu, tôi đến xem Chân Chân và Mỹ Mỹ thay quần áo mới. Chân Chân Mỹ Mỹ chính là hai mannequin trong tủ kính này. Đây là Chân Chân, còn đây là Mỹ Mỹ. Sao cô biết tên của chúng? Tất nhiên tôi biết, vì tôi đặt cho chúng mà. Anh xem, Chân Chân hôm nay rất đẹp, nhưng tôi thích bộ quần áo của Mỹ Mỹ hơn. Không ngờ chúng lại là bạn tốt của cô. Tất nhiên, sau giờ tan tầm hàng ngày, tôi đều đến thăm chúng. Lần trước cô cứu vợ tôi vẫn chưa cảm ơn cô. Anh đừng nói vậy. Chị ấy đã đến cảm ơn tôi rồi. Giả lại anh cũng đã cứu em trai tôi. Tôi cũng chưa cảm ơn anh. À, bó hoa anh bảo Đinh Dĩ mang đến tặng tôi rất đẹp. Tôi đã nói dối các y tá khác là bạn trai tôi tặng. Anh đừng nói ra nhé. Xưa nay cô nói chuyện đều thẳng thắn như thế này à? Tôi muốn mình thích làm gì thì làm nấy, thích nói gì thì nói nấy. Nếu ai cũng như cô, muốn nói gì thì nói nấy, muốn làm gì thì làm nấy, thì người đó sẽ rất vui vẻ. Anh đang có điều gì băn khoăn à? Tôi đang muốn làm một việc. Theo cô, trong hiệu này bộ quần áo nào đẹp? Kỳ Phương, anh Phi, chuẩn bị đi dự dạ hội à? Tặng em, mở ra xem đi. Em mặc vào đi, rồi anh đưa em đến một nơi.
Đây là đâu vậy? Đây là nhà của chúng ta. Nhà của chúng ta. Biệt thự này được xây sau khi em vào trại. Anh Phi, ngôi nhà quá đẹp. Sao anh chưa bao giờ chụp ảnh nó cho em xem? Anh muốn cho em một điều bất ngờ. Khi nãy ở bên ngoài anh rất hồi hộp. Anh nghĩ em sẽ rất thích căn nhà này, đúng không? Vậy là anh đã đạt được niềm vui hằng mong muốn rồi. Kỳ Phương, em có nhớ hôm nay là ngày gì không? Em quên sao được. Kỷ niệm 17 năm ngày chúng ta quen nhau. Chúc mừng ba mẹ nhân dịp kỷ niệm 17 năm ngày hai người quen nhau. Con cũng xin chúc mừng hai người. Cảm ơn con. Cùng nhau chúc mừng nào. Thôi, ánh sáng ở đây cũng đủ rồi. Chúng con chẳng nên đứng đây ám hai người nữa. Chúng con chỉ đến xem hai người lãng mạn đến chừng nào. Chúng con sẽ tự động biến ngay lập tức. Kỳ Phương, em còn nhớ bản nhạc này không? Em nhớ. Đây là bản nhạc khiêu vũ đầu tiên của chúng ta. Nào, chúng ta cùng trở lại quá khứ. Cảm ơn anh đã sắp xếp mọi thứ vì em. Mười bảy năm rồi, hai người vẫn nồng nàn như xưa, thật đáng ngưỡng mộ. Ngưỡng mộ à? Vậy thì hãy lập tức làm quen với một chàng trai nặng tình để 17 năm sau em cũng có thể được chúc mừng. Không, làm sao em có thể ở bên một người suốt 17 năm? Trừ phi làm sao? Người đó là Ngôn Tinh. Em nói đến chú gấu trong phòng anh. Gấu bông à? Được, chỉ cần em vui, anh bằng lòng đóng vai gấu bông. Trông anh giống Hắc Tinh Tinh thì có. Tại sao lại... Anh làm gì ở đây? Trách nhiệm của tôi là bảo vệ hai người. Tôi chưa hết giờ làm. Chúng tôi không cần anh bảo vệ. Hai người định đi đâu? Chúng tôi đi đâu thì liên quan gì đến anh? Đúng thế. Có theo kịp hay không là việc của anh. Nhưng chúng tôi không dám bảo đảm sẽ không bỏ rơi anh đâu. Đúng. Chúng tôi là quán quân Điền Kinh. Anh theo kịp không? Anh Phi, bước nhảy của anh kém đi nhiều. Bao nhiêu năm không tập luyện? 8 năm qua anh không khiêu vũ với ai à? Không có bạn nhảy thì khiêu vũ làm sao được? Em xin lỗi. Nếu em không vào tù, em sẽ có thể làm bạn nhảy của anh. Mong sao thời gian ngưng động mãi trong khoảnh khắc này. Kỳ Phương, em còn nhớ 17 năm trước chúng mình quen nhau thế nào không? Khi ấy em đang là một cảnh sát. Em vẫn nhớ. Lúc đó em nghi ngờ anh tham gia đánh bạc phi pháp, bắt giữ anh oan uổng. Khi ấy cũng là lúc anh chán chường nhất. Bài tiệc rượu trên sân thượng, nhưng cô dâu không xuất hiện. Còn nhớ có người mượn em 10 đồng đến sòng bạc của ba em và bảo muốn có được cả sòng bạc. Tuổi trẻ hiếu thắng mà. Nếu không có em bên cạnh, anh không biết mình sẽ trở thành người như thế nào. Thời gian trôi quá nhanh, chớp mắt đã 17 năm.
Anh Phi, em thật sự không muốn xa anh. Hết ngày mai em sẽ phải quay lại nhà giam. Kỳ Phương, đừng nghĩ đến ngày mai được không? Có lúc em nghĩ mình giống như cô bé lọ lem, mọi thứ có được chỉ là đi mượn, rồi đến lúc nào đó phải trở lại nguyên hình. Em đừng nói nữa. Chậu hoa violet này em không đem về nữa. Sao? Em không muốn tận mắt nhìn thấy hoa nở à? Không phải thế. Em muốn nó đại diện cho em ở lại thế giới tự do, hít thở bầu không khí tự do. Như thế hoa nở ra sẽ rất đẹp. Kỳ Phương, violet cần bầu không gian trong lành, nhưng nó còn cần em hơn. Anh nói gì vậy? Anh không cam lòng. Anh không nỡ nhìn em rời xa anh. Anh đã quyết định rồi. Kỳ Phương à, anh muốn làm một việc. Anh Phi, anh định làm gì vậy? Anh muốn đưa em đi khỏi đây. Chúng ta không chạy thoát được đâu. Được chứ. Chỉ cần anh lái tàu đến hải phận quốc tế, chúng ta sẽ được tự do. Anh đừng sốc nổi như vậy. Chúng ta không thoát được đâu. Lẽ nào em không muốn được tự do? Em muốn lắm chứ. 8 năm qua có giây phút nào em không mong được ở bên anh. Nhưng bây giờ em đang là phạm nhân. Dù hôm nay em bỏ trốn thành công, cảnh sát cũng sẽ truy nã. Anh muốn phải chạy trốn cả đời à? Anh bằng lòng cùng em sống cuộc sống như vậy? Anh Phi, hãy nghe em nói. Còn ngôn tin thì sao? Anh có nghĩ đến con không? Nó sẽ bị người đời chê cười sỉ giả vì nó có một người cha vô trách nhiệm và một người mẹ bất chấp hậu quả. Anh mặc kệ. Kỳ Phương, anh không thể xa em. Anh không biết đến khi nào mới giành lại tự do cho em. Nhưng còn hơn là để ngôn tin bị liên lụy. Anh phải để con hiểu rằng ba nó là con người đội trời đạp đất. Mẹ nó tuy đã lỡ làm chết người, nhưng cũng dám dũng cảm chịu đựng tất cả. Anh mặc kệ. Em cầu xin anh, được không?